Sáng ngày 4 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới năm 2024. Đại tá Thạch Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành hội nghị, triển khai chỉ thị diễn tập của Ban Thường vụ tỉnh ủy và ý định diễn tập khu vực phòng thủ đối với huyện Chợ Mới năm 2024, trong đó nêu rõ về thành lập Ban chỉ đạo diễn tập huyện Chợ Mới và Ban chỉ đạo diễn tập xã Tấn Mỹ, xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ nội dung của người tập, chuẩn bị lực lượng, vũ khí, trang bị và vật chất phục vụ diễn tập, phương án huấn luyện thực binh tại thực địa, xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập, thời gian diễn tập. Đặc biệt trong cuộc diễn tập lần này, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Chợ Mới diễn tập song song cùng thời gian với Ban chỉ đạo diễn tập xã Tấn Mỹ. Để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm cho thực hành diễn tập đúng thời gian, đạt kết quả tốt, Đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang đề nghị các ngành, các cơ quan liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị một cách chặt chẽ, sát tình huống. Đối với huyện Chợ Mới và xã Tấn Mỹ, khẩn trương hoàn chỉnh xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, hệ thống công sự trận địa và tổ chức bố trí các thiết chế tại sở chỉ huy diễn tập. Đặc biệt, xây dựng kế hoạch điều động lực lượng phương tiện để tổ chức luyện tập chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2024.